Thủ tướng Tô Trinh Sương vào ngày 4 tháng 1 đã ra quyết định khoản thuế thu ngân sách vượt dự toán của chính phủ sẽ trích ra 140 tỷ đài tệ trả lại cho người dân bằng cách phát tiền mặt 6.000 đài tệ cho mỗi người. Sớm nhất vào cuối tháng 2, người dân sẽ nhận được số tiền này, xem như tiền lì xì lấy hên đầu năm. Có người thì cho rằng số tiền này rất đúng lúc, còn có người thì than rằng 6.000 đài tệ làm sao đủ, vật giá tăng chóng mặt như thế này thì chắc chỉ đủ mua rau trong vòng một tuần mà thôi. Người dân chia sẻ, đối với người đang gặp khó khăn về kinh tế thì 6.000 đài tệ chắc chắn là một khoản tiền rất hữu dụng. Nhưng có người lại nói thẳng rằng mua vài bó rau ở chợ là tiêu tốn gần cả ngàn đài tệ, đi một vòng là hết sạch. Như hồi dịp đông chí, bánh trôi nước nè, rau tần ô là tăng giá chóng mặt. Rau tần ô năm ngoái có 55 đài tệ, năm nay 120 đài tệ 600 gram, tôi tiếc tiền không dám mua. Nhưng đối với gia tộc họ Trương ở Thái Thiện Đài Trung, nếu đại gia đình 6 đời cùng tụ họp tổng cộng 300 thành viên, mỗi người chỉ cần nhận 6.000 đài tệ, cộng lại 1.800.000 đài tệ, số tiền này có thể trở thành quỹ chung của gia tộc. Từ trước đến nay chưa thấy ai chê tiền, nhưng có người lại không thiết tha khi nhận số tiền này. Người dân chia sẻ, chả phải Đài Loan đang thiếu nợ à, để dành nợ cho thế hệ con cháu điều này không tốt chút nào, chỉ hy vọng năm nào cũng dư dả, hy vọng nhận được quà từ trên trời rơi xuống chứ không muốn nhận quả nợ.